ngày hôm nay Úc sẽ nói với các bạn về một bộ sách rất là hay. Bộ sách này có tên là Cha mẹ khéo thì con thành công. Gồm có 8 cuốn sách này nè các bạn. Đây là những cuốn sách của tác giả, dịch giả nổi tiếng Nguyễn Hiến Lê. Các bạn đã bao giờ nghe đến tên của tác giả, dịch giả này chưa? Ông là một người rất là tài giỏi trong lĩnh vực của mình và cũng là người đầu tiên dịch cuốn sách Đắc Nhân Tâm tại Việt Nam mình á. Chắc là mọi người đã từng nghe nói đến Đắc Nhân Tâm đúng không? Bạn, 33 câu chuyện với các bà mẹ cùng con phát triển bản thân của tác giả, dịch giả, truyền cảm hứng nhất được độc giả yêu thích Nguyễn Hiến Lê. Đây là người dịch Đắc Nhân Tâm cuốn đầu tiên tại Việt Nam mình. Ngay từ cái bìa sách 33 câu chuyện với các bà mẹ, nó đã tạo cho mình một cái sự rung động. Hình ảnh của một bà mẹ ngồi bên trang sách dưới gốc cây, bên cạnh mình là hai đứa trẻ, giữa một khung cảnh thiên nhiên yên bình, nó làm cho Úc cảm thấy rất là rung động. Thật ra chúng ta có mong điều gì hơn thế đâu, đúng không các bạn? Chúng ta chỉ mong rằng là chúng ta có những giây phút bình yên bên các con, chúng ta được chia sẻ cho các con những cảm xúc của mình trong ngày. Đôi khi chỉ là những câu chuyện rất bình dị thôi, nhưng mà nó có giá trị vô cùng trong tuổi thơ của các con. Thì đây là một cuốn sách được tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch từ tác phẩm Baby and Child Care của tác giả Benjamin Spock. Đây là một trong những cuốn sách hay nhất về chủ đề nuôi dạy con đó các bạn. Cuốn sách này nằm trong danh sách sách bán chạy nhất tại Mỹ, được dịch ra 26 thứ tiếng, bán 20 triệu cuốn tại Mỹ và 1,5 triệu cuốn ở Pháp. Trời, những con số rất là khủng. Đây là những thông tin Úc cũng thu thập được, tại vì Úc cũng nhờ công ty cổ phần sách MC Books gửi cho mình những thông tin liên quan đến bộ sách này. Và cuốn sách này sẽ giúp cho các bậc phụ huynh của chúng ta có thể tìm ra câu trả lời phù hợp nhất cho những câu hỏi mà có lẽ trong chúng ta ai cũng có lúc đặt ra những câu hỏi này. Ví dụ, khi nào thì mẹ nên đưa con đi khám bác sĩ? Mẹ nên làm gì khi thấy cơ thể của con quá béo hay là quá gầy? Rồi khi mà sinh con thứ hai, mẹ nên xử lý như thế nào để các con biết nhìn nhường nhịn, chăm sóc lẫn nhau chứ không có tranh giành, cãi nhau hay quánh lộn? Tình trạng này là mẹ Úc gặp rất nhiều luôn ở cái chuồng của Calacao. Làm sao để cho con biết vâng lời một cách tự nguyện? Đây là một điều rất là khó và chúng ta cần phải học. Trừng phạt trẻ như thế nào để con biết đúng sai, không tái phạm nữa? Nhiều khi á, sợ cha mẹ phạt thì nói là con biết con sai rồi, mà lần sau cũng phạm lỗi y chang. Làm sao để chúng ta có thể thấu hiểu tâm lý của con khi con đến tuổi dậy thì, cách ứng xử phù hợp để không làm cho con tổn thương mà vẫn dạy con biết thế nào là đúng, thế nào là sai? Đó là những cái câu hỏi rất là thường gặp trong quá trình mà chúng ta nuôi dạy con. Tất cả những câu hỏi này thì tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê có nói rằng là ông hy vọng rằng tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta đều sẽ có thể giải đáp được những câu hỏi mà mình vừa đặt ra. Bởi vì trong cuốn sách này sẽ có tất cả những thông tin mà mọi người cần. 33 câu chuyện này là 33 câu chuyện rất là cụ thể và Úc nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất là gần gũi với những ông bố bà mẹ. Khi mà chúng ta nuôi con, chăm con thì có lẽ có biết bao nhiêu chuyện để kể trong ngày đúng không? Nếu như mà mỗi chúng ta đều viết ra một cuốn sách thì có lẽ sẽ có rất là nhiều cuốn sách hay ra đời. Sẽ mở ra một trang trong đây cùng chia sẻ với các mẹ nha. Ví dụ, Úc có nốt lại cái phần này. Đây là phần 3. Âu yếm không phải là không có kỷ luật. Các bạn thấy cái cách mà tác giả Benjamin cũng như là cái lời dịch của tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê không? Âu yếm không phải là không có kỷ luật là một cái khái niệm ngắn thôi, nhưng mà nó gần như nó tóm gọn lại những gì mà chúng ta muốn nói với con. Mình thương con, mình cưng chiều con mình, nhưng không có nghĩa rằng là mình để cho con mình muốn làm gì thì làm. Cái gì nó cũng phải có một cái khuôn khổ, một cái giới hạn nào đó, và chắc chắn phải có kỷ luật trong gia đình. Thì ở trong chương 12 này sẽ có những cái câu hỏi được đặt ra, làm sao cho trẻ vâng lời. Câu hỏi này không có cái dấu chấm hỏi ở phía sau, tức là theo Úc cảm giác nó vừa là câu hỏi nhưng mà nó cũng vừa là một cái lời khẳng định rằng là bạn sẽ tìm ra được câu trả lời khi bạn đọc những dòng chữ này. Chương 21, trẻ không chịu đi ngủ. Khổ lắm, ngày hôm sau thì mẹ đi quay sớm mà không có cách nào để nói cho con mình đi ngủ. Giờ sao la hét thì mình càng tiếng, mình mệt, mình cáu, hình ảnh của mình trong mắt con nó không có đẹp đẽ gì hết trơn á. Làm cho không khí gia đình mất vui, mà không la thì nó không chịu đi ngủ, rồi nằm ở trên giường, rồi tắt đèn, rồi miệng vẫn nói luyên thuyên. Và khi các con ngủ trễ như vậy á, sáng các con dậy không nổi, gia đình rối luôn. Óc mà đi làm buổi sáng mà chỉ cần muộn một chút đi ra ngoài đường kẹt xe,
thì ảnh hưởng công việc của mình, rồi chưa kể các bạn mà đến trường trễ là đâu có được ăn sáng đúng giờ đâu. Tức là có những cái điều mà nó xảy ra hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống của chúng ta mà đôi khi chúng ta chưa có tìm cách để giải quyết được. Các bạn ơi, cuốn sách tiếp theo là Thế giới bí mật của trẻ em, hình ảnh rất là đáng yêu, một bạn nhỏ ở trên một cái khinh khí cầu, bạn ấy đang ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao. Có gì trong thế giới bí mật của những đứa trẻ? Có quá nhiều điều mà chúng ta nhiều khi mình tưởng rằng là mình hiểu con đó nhưng mình không hiểu hết được đâu. Ngày xưa khi mình còn nhỏ, mình cũng có những lúc mình có những cái suy nghĩ riêng, mình đâu có nói cho bố mẹ mình biết. Thì trẻ bây giờ cũng như vậy, hơn nữa là thời buổi hiện nay thì con lại được tiếp xúc với quá nhiều, cái thế giới xung quanh con rất là rộng mở, cho nên cái thế giới bí mật của trẻ nó lại càng rộng lớn hơn nữa để mà khám phá những cái cuốn sách khám phá với thế giới bí mật của trẻ em. Thì ốc nghĩ rằng là chúng ta cần rất là nhiều thứ. Đây, ốc sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin về cuốn sách này. Các bạn chờ ốc chút để ốc có nốt ở đây. Đây là một cuốn sách được tác giả dịch giả Nguyễn Hiến Lê lược dịch. Cuốn sách này từ một tác phẩm rất là nổi tiếng của bà. Ốc không biết là đọc có chính xác hay không, bởi vì đây là một người Canada gốc Pháp, bà Therese Goin-Dicarry. Trong cuốn sách này thì tác giả nêu lên cả trăm vấn đề dẫn dắt chúng ta vào cái thế giới đầy bí mật và kỳ thú của trẻ, từ khi con còn là một bào thai ở trong bụng mẹ đến khi con đến tuổi dậy thì. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian để bạn đọc cuốn sách này thì bố mẹ có thể hiểu được trẻ hơn cả nuôi con một quãng đường dài 10 năm đó các bạn. Bởi mỗi đứa trẻ của chúng ta đều là một cá thể độc nhất vô nhị, và khi mà chúng ta hiểu được tâm lý của trẻ thì chúng ta cũng sẽ khám phá được những cái điều mà bản thân mình sẽ thấy nó rất là vĩ mô nhưng mà nó thật là gần gũi. Thế giới bí mật của trẻ là một cái thế giới rộng lớn mà không chỉ có trẻ khám phá đâu, chính cha mẹ phải là người khám phá thế giới này và cùng con ngao du trong cái thế giới bao la rộng lớn đó. Chỉ khi nào mà bố mẹ thực sự hiểu con thì sẽ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về cả tâm lý lẫn thể chất. Trong cuốn sách này thì tác giả phân tích tâm lý của trẻ từ thời kỳ thai nhi cho đến khi mà con dậy thì, giúp cha mẹ hiểu hơn về từng giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của con, đem đến những lời khuyên bổ ích cho cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái và thấu hiểu toàn bộ tâm lý trẻ bằng những phương pháp rất là khoa học. Ốc tin rằng là đây sẽ là một cẩm nang tâm lý để chúng ta nuôi dạy trẻ một cách toàn diện nhất. Ốc chia sẻ với các bạn một câu chuyện nha. Có một đêm nọ, lúc đó thì tắt đèn, Ốc thì hay ngủ với cô La với lại ca cao mỗi bạn một bên. Các bạn thèm mẹ lắm, cả ngày mẹ đi quay rồi cho nên các bạn rất là muốn đêm được ngủ với mẹ. Đêm hôm đó tự nhiên Ốc tắt đèn. Bình thường thì bạn ca cao lúc nào cũng đòi ngủ là phải mở đèn. Nhưng mà đêm hôm đó khi mà Ốc tắt đèn xong, ông nghĩ đinh ninh rằng thế nào ông ca cao ông sẽ đòi là mở đèn lên đi mami ơi. Nhưng mà tự nhiên thấy ông im lặng. Cái mình nói, ca cao ơi, con có cần mami mở đèn không? Bạn ấy trả lời với Ốc như thế này này các bạn. Không cần đâu mami ơi. Mẹ là mặt trời của con, mẹ là ánh sáng của con, còn con là tia nắng nhỏ của mẹ. Trời ơi, trong đêm, trong bóng đêm, Ốc giơ cái bàn tay của mình, bản thân mình cũng không có thấy rõ được cái bàn tay nữa. Cái cao nó nói câu đó và nó nắm lấy bàn tay của mình, nó hôn mẹ như thế này, rồi Ốc cảm thấy mình xúc động và cảm thấy có một cái luồng điện vô hình nó chảy ở trong con người mình, nó làm cho mình giống như bị tê liệt trong một cái khoảnh khắc, vì Ốc không nghĩ rằng là con trai của mình, một đứa trẻ mà mọi người vẫn hay nói là cái anh chàng này á, anh quậy dữ lắm, anh lì dữ lắm đó, anh 3 tuổi rưỡi anh nói cái câu mà nó ngọt ngào như vậy. Tìm hiểu về con chúng ta để thấu hiểu sự phát triển về thể chất, tinh thần, tình cảm, tính cách của các con. Hình ảnh của hai cậu bé rất là dễ thương ở trên bìa sách của những ông bố bà mẹ. Trong sách có nói một câu là hiểu trẻ, tức là bạn đã làm được 1/2 công việc dạy chúng rồi. Quả thật là không sai chút nào. Khi mà chúng ta hiểu con rồi thì việc mà chăm sóc, dạy dỗ con nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì mỗi một đứa trẻ khi mà con đến với cuộc đời này, con được tận hưởng sự yêu thương, sự dạy dỗ. Nhưng mà việc yêu thương và dạy dỗ đúng cách thì không phải là cha mẹ nào cũng có thể làm đúng và đúng thời điểm dành cho con. Cuốn sách Tìm hiểu con của chúng ta, hay chính xác là Tìm hiểu con chúng ta, sẽ giúp các bậc phụ huynh nhận thức được cái thế giới bí mật bên trong trẻ,
càng tốn công tìm hiểu bao nhiêu thì chúng ta càng thấy là nó có lợi bấy nhiêu cho chính con trẻ của mình và chính chính chúng ta nữa, chính những bậc phụ huynh nữa. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn chi tiết cho những ông bố bà mẹ để chúng ta hiểu rằng sự phát triển của trẻ về thể chất, tinh thần và tình cảm cụ thể sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ hiểu về tính tình của mỗi đứa trẻ nó khác nhau ra sao và chúng ta phải linh hoạt trong cách ứng biến. Rồi phương pháp trắc nghiệm, câu hỏi để xác định sự phát triển và nhạy bén của trẻ. Rất là hay. Rất là hay ở cái phần trắc nghiệm đúng không các bạn? Đây là phần thứ 3. Trang 137 trong cuốn sách Tìm hiểu con chúng ta, những cách để biết trẻ. Trong này có phương pháp trắc nghiệm. Mục đích của tôi trong phần này, quy tắc và lợi ích của môn trắc nghiệm có 4 loại trắc nghiệm. Cụ thể, rất là cụ thể, đây giống như là những cái bài học mà cha mẹ cũng phải vượt qua, những bài kiểm tra, những cái bài trắc nghiệm để chúng ta xem là cái độ hiểu con của chúng ta tới đâu. Theo là cuốn sách Dạy con theo lối mới, một hình ảnh rất là đáng yêu, một ông bố điệu con mình ở trên vai. Chắc là nhiều ông bố bà mẹ cũng làm điều này với con mình đúng không? Khi mà trẻ ở trên vai của chúng ta, được cha kiệu như vậy, trẻ cảm thấy là trẻ rất là có điểm tựa. Khi mà chúng ta hướng về một điều gì ở phía trước, trẻ cảm thấy trẻ không có lo lắng gì hết, bởi vì có cha, có mẹ ở bên cạnh mình mà. Con sẽ tự do, con khám phá một cách thật là bản lĩnh. Tùy theo cái lứa tuổi của con mà chúng ta sẽ biết cách để chúng ta sẽ dạy con như thế nào để thật là khoa học. Và con sẽ cảm thấy rằng cha mẹ không chỉ là người sinh ra mình mà còn là người bạn để mà mình tin cậy, mình chia sẻ mọi chuyện. Bởi vì trẻ không chỉ sống bằng sữa mà còn sống bằng tình yêu nữa các bố mẹ. Trong cuốn sách này thì tác giả dịch giả Nguyễn Hiến Lê sẽ đưa ra những phương thức dạy con một cách hiệu quả và khoa học nhất. Và các bậc phụ huynh, chúng ta có lẽ cũng phải nói với nhau rằng dạy trẻ là hướng dẫn dự bị cho trẻ vào đời. Bởi vì chính hạnh phúc của chúng và đương nhiên là các con của chúng ta hạnh phúc thì chính chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Ở trong cuốn sách Dạy con theo lối mới này, chúng ta sẽ được tìm hiểu một cách khoa học đầy đủ về cái gì? Về những tật xấu mà trẻ có thể mắc phải. Chúng ta sẽ hiểu được tâm lý của trẻ để duy trì được hạnh phúc của trẻ, và có nghĩa là chúng ta cũng duy trì được hạnh phúc của chính gia đình mình. Chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc kỷ luật với trẻ một cách hợp lý, công bằng, những lời khuyên để mà dạy con một cách dễ dàng nhất cũng được tác giả ghi ra ở trong cuốn sách này. Cuốn sách này có tựa đề là Săn sóc sự học của các con. Tại sao lại là săn sóc mà không phải là chăm sóc? Ông nghĩ đây cũng là một cái cách dùng từ rất là hay. Chăm sóc tức là chúng ta lo cho con, chăm con mỗi ngày, và đó là một cái điều rất là hiển nhiên. Nhưng mà săn sóc thì ông cảm giác rằng là trong cái cụm từ này nó còn có cả cái sự xông xáo, xốc vác, là cái trách nhiệm và bổn phận mà chúng ta phải làm một cách liên tục. Đối với việc học của các con, chúng ta không có lơi được, không có phó mặc cho nhà trường và thầy cô được, mà chính chúng ta phải là người theo sát. Và đừng giám sát con, tại giám sát nghe nó rất là nghiêm trọng. Khi mà chúng ta theo sát con như vậy, chúng ta biết con cần gì, chúng ta có thể làm được gì cho con, các con tin cậy gì vào cha mẹ, và chúng ta săn sóc sự học của các con một cách đúng nghĩa, thì óc nghĩ là mỗi đứa trẻ đều có thể học tốt. Săn sóc sự học của các con, một cuốn sách của tác giả dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Đây sẽ là một cuốn cẩm nang rất là tuyệt vời dành cho những bậc phụ huynh đang tìm phương pháp dạy con để giúp cho con học tốt hơn. Săn sóc sự học của các con là đương nhiên chúng ta phải có phương pháp, nếu không thì chúng ta cũng sẽ hại trẻ, nếu không nó cũng sẽ phản tác dụng đó các bạn. Bắt trẻ học nhiều quá thì không có kết quả, mà nhiều khi trẻ còn thêm đần độn nữa. Cái này là cái cách mà ông nghĩ là chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau, bởi vì học nhiều quá là tẩu hỏa nhập ma, không có nạp được thêm cái thông tin có ích nào hết. Giảng bài mà không biết cách, cái này cũng đúng luôn. Thì nhiều khi cha mẹ không phải là lúc nào cũng nhớ hết những cái bài mình đã từng học ngày xưa, hoặc là thời đại bây giờ nó khác rồi, cái cách học nó khác rồi, mà mình cứ áp dụng cái cách nó xưa cũ thì con mình nó cũng sẽ không thể nào tiếp nhận được đâu. Hoặc tiếp theo, một cuốn sách cũng rất là hay dành cho các học sinh, cuốn này là Kim Chỉ Nam của học sinh. Đây là một cuốn sách để cho cha mẹ có thể hiểu được tâm lý của trẻ trong lứa tuổi dậy thì. Một cái lứa tuổi mà người ta hay nói là ẩm ương á, lớn lớn nhỏ không nhỏ. Một cái lứa tuổi mà nếu mà mình không có ở bên cạnh kề cộng với con thì có lẽ là mình sẽ không thể hiểu hết được tâm lý của trẻ trong giai đoạn này đâu. Đây có thể nói là một món quà rất là tuyệt vời dành cho các bạn trẻ. Cái cuốn sách này á sẽ giúp cho các bạn trẻ của chúng ta hiểu được sự quan trọng
khi mà mình học đúng phương pháp nó có kết quả ra sao, rồi lại tập cho các em có một phương pháp học đúng nhất để mà mục đích của mình có thể đạt được. Thực ra việc học của các con á, ngoài chuyện là mình phải săn sóc sự học cho các con, đây là cái phần mà phụ huynh phải làm, thì chính các bạn học sinh cũng phải biết cách học tập một cách khoa học và hiệu quả nhất. Chính xác nó sẽ là một cái phương pháp, nó được xây dựng theo hệ thống và chúng ta cần phải tìm hiểu. Đây là cuốn sách không chỉ dành cho các bậc phụ huynh mà nó cũng là cuốn sách dành cho các bạn học sinh. Một cuốn sách rất hay nữa đó là cuốn sách Lời Khuyên Thanh Niên. Đây cũng là một giai đoạn mà chúng ta có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ và nhiều điều phải thực hiện. Các bạn biết không, gọi là lời khuyên dành cho thanh niên, nhưng cuốn sách này nó không có những cái điều sáo rỗng, không có những cái điều giáo điều đâu. Nó rất là bình dị, thực tế, phù hợp với lứa tuổi thanh niên, giải quyết được nhiều vấn đề, nhiều khó khăn trong lứa tuổi mà các bạn còn phải đi học. Các bạn sẽ thấy tác giả rất là thành thực, đặt mình vào đúng địa vị của một người anh cả với nhiều kinh nghiệm, chịu suy tư mà dẫn dắt các bạn tìm ra những cái cách giải quyết thấu đáo nhất cho tất cả những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Ví dụ các bạn đang gặp những vấn đề liên quan đến cơ thể của bạn. Cơ thể của bạn lớn lên mỗi ngày và đang dần chuyển từ một thanh thiếu niên trở thành một thanh niên thực sự. Tìm hiểu về đời sống tình cảm, cách cư xử với mọi người mà đôi khi cái sự bồng bột nông nổi của tuổi trẻ, các bạn sẽ bị non nớt trong cái cách cư xử. Cái này nó thuộc về cái độ tuổi thôi. Nếu như các bạn trải qua nhiều cái sự việc, nhiều cái biến cố trong cuộc đời của các bạn, tự các bạn sẽ biết cách ứng xử một cách phù hợp nhất. Nhưng mà với bộ sách này thì Ốc cảm thấy rằng mình không chỉ yêu thích mà mình còn cảm thấy nó cần thiết cho mình. Bởi vì hành trình nuôi con nhỏ có rất là nhiều thứ phải lo nghĩ, có rất là nhiều thứ làm cho mình đôi khi không sáng suốt. Ốc nghĩ là với bộ sách này thì những ông bố bà mẹ của chúng ta ít nhất cũng cảm thấy là mình tự tin hơn, vì bên cạnh mình lúc nào cũng có những cuốn sách, những kinh nghiệm quý đều được truyền tải ở trong bộ sách này.